Chào mọi người, hôm nay công ty Thế Giới Mã Vật sẽ giới thiệu đến mọi người dòng sản phẩm máy in mã vật của hãng Godet. Godet là một hãng sản xuất máy in mã vật của Đài Loan, rất nổi tiếng và được yêu thích trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Thì các dòng sản phẩm của Godet có hai loại chính. Thứ nhất đó là dòng máy để bàn, thứ hai đó là dòng máy công nghiệp. Thì trong dòng máy công nghiệp thì cũng có 3 sự lựa chọn cho các bạn về khổ rộng của đầu in. Thì gồm có máy có dòng, thứ nhất đó là dòng 4 in, thứ hai là 6 in và thứ ba là 8 in. Thì tùy theo cái khổ giấy của các bạn có thể lựa chọn những dòng có khổ rộng đầu in khác nhau để mình có thể ứng dụng. Thì khổ 8 in thì mình tương đương mình có thể in được giấy đề can trên tờ giấy A4, khổ bằng khổ A4 rất là lớn. Thì tiếp theo các bạn hãy cùng mình đi sâu vào bên trong để mình cùng xem chi tiết tính năng cũng như in thử cho các bạn xem về của từng máy này. Máy in để bàn của hãng Godet hiện tại có hai sự lựa chọn với hai độ phân giải, đó là 203 và 300 dpi, với thiết kế rất là tối giản, nhỏ gọn, có thể đặt ở nhiều vị trí khác nhau. Máy cũng hỗ trợ đầy đủ trong các lĩnh vực như sản xuất, bán lẻ, thời trang, kho vận, logistics, cơ quan chính phủ. Mình sẽ mở cho các bạn xem bên trong máy. Thì đây, độ rộng đầu in của máy lên tới 4 in. Bây giờ mình sẽ tiến hành in thử cho các bạn xem để các bạn biết được cái chất lượng in của máy in để bàn của hãng Godet cũng như là tốc độ in. Đây là bản in của nó. Tốc độ in tương đối, độ sắc nét cũng rất là rõ. Một dòng máy in công nghiệp nổi bật nữa của hãng Godet mà em muốn giới thiệu đến mọi người đó là Godet EZ6300 Plus. Thì dòng máy in Godet EZ6300 sở hữu thiết kế bên ngoài bằng kim loại chắc chắn, chịu va đập cao, chống rỉ, nhờ đó là có tuổi thọ in tốt hơn. Và một điểm đặc biệt nữa thì Godet EZ6300 Plus có độ rộng đầu in lên tới 168mm, có tốc độ in nhanh nhất lên tới 102mm trên 1 giây. Thì mọi người có thể nhìn bên ngoài của máy, thân các giấy trục mực rất là chắc chắn. Máy có 3 cổng kết nối chính USB RS232 và cổng LAN. Tất cả các dòng máy từ để bàn đến công nghiệp của hãng Godet đều có tích hợp tính năng cổng giao tiếp, đó là cổng LAN. Bây giờ em sẽ tiến hành in thử cho mọi người xem về độ sắc nét của máy. Đây, mọi người thấy máy in rất là rõ nét, chữ mã vật tốc độ in cũng rất là tốt. Đây là một điểm nhấn trong máy in công nghiệp của hãng Godet, mọi người có thể tham khảo thêm. Tiếp theo em muốn giới thiệu đến mọi người một dòng máy in công nghiệp của hãng Godet, đó là ZX420i. Thì trong dòng máy in công nghiệp có rất nhiều model, tiêu biểu đó là ZX420i, Z2250, 2350. Dòng máy in công nghiệp thì các bạn có nhiều sự lựa chọn về độ phân giải 203, 300 hoặc là 600 dpi. Tùy theo yêu cầu về độ sắc nét tem nhãn của các bạn. Độ rộng đầu in của dòng máy in công nghiệp lên tới 108mm. Tốc độ in cũng in được 6 in trên giây, tương đương với 152mm trên 1 giây. Các bạn có thể thấy bên ngoài được làm bằng vỏ bằng kim loại, rất là chắc chắn, phù hợp với môi trường công nghiệp. Bây giờ mình sẽ tiến hành in thử cho các bạn xem về tốc độ in cũng như là độ sắc nét của máy. Rồi em đã giới thiệu cho mọi người một số tính năng cũng như in thử cho người xem và ứng dụng của các sản phẩm của hãng Godet trong từng lĩnh vực. Thì em cũng xin nhắc lại một số ưu điểm của dòng sản phẩm này. Thứ nhất đó là độ bền của tất cả các dòng máy và sự ưa chuộng trên thị trường. Thứ hai đó là mình có nhiều sự lựa chọn về độ phân giải, là tùy theo cái content của mình cần độ sắc nét hay bao nhiêu mình có thể chọn
Godet có 3 độ phân giải chính, đó là 203, 300 và 600. Thứ ba, đó là mình có nhiều sự lựa chọn về khổ rộng của đầu in. Thì hiện tại Godet có 3 khổ rộng đầu in chính, đó là 4 in, 6 in và 8 in. Thì tùy theo kích thước tem nhãn, mình có thể chọn dòng phù hợp để có thể in. Bài tổng quan về Godet của em đến đây là kết thúc. Em xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Mọi thông tin cần liên hệ hoặc là hỗ trợ thêm, mọi người có thể liên hệ qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào đường link bên dưới. Xin cảm ơn.